Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với chuyên gia một chủ đề rất là quan trọng đối với con em chúng ta. Đó chính là giải pháp để giúp tăng trưởng chiều cao tối đa và hỗ trợ tiêu hóa cho tuổi dậy thì. Có thể nói tuổi dậy thì là một cái tuổi rất là rắc rối về mặt phát triển, về mặt tâm sinh lý của trẻ. Các bậc cha mẹ đều lo lắng và đau đầu về cái việc này thưa quý vị. Làm sao chúng ta có thể bổ sung những cái chất dinh dưỡng cho con trẻ? Làm sao để con trẻ phát triển cái chiều cao thật tốt? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người chưa có lời giải đáp. Ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia, đó là trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương, tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà. Xin chào tiến sĩ. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào các khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Trước khi chúng ta trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Quá trình phát triển xương của một con người được bắt đầu ngay từ giai đoạn bào thai và tiếp tục đến hết tuổi 25 với nam và 23 tuổi với nữ. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đồng đều mà chia ra thành từng giai đoạn. Trong đó tuổi dậy thì đối với bé gái là từ 10 đến 16 tuổi, bé trai từ 12 đến 18 tuổi được coi là giai đoạn vàng. Bởi ở giai đoạn này, trẻ có thể sẽ có 1 đến 2 năm chiều cao tăng vọt từ 8 đến 10 cm nếu được nuôi dưỡng tốt. Từ khi lên cấp 3 thì cháu cảm thấy cơ thể mình thay đổi rất nhiều cả về bề ngoài lẫn tính cách. Cháu thấy đặc biệt là chiều cao của cháu phát triển rất là nhanh. Cháu được biết là trong giai đoạn dậy thì là giai đoạn tăng chiều cao nhanh nhất và nhiều nhất, nên là cần bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong giai đoạn này, do đặc điểm phát triển nhảy vọt nên cơ thể cần hấp thu nhiều dưỡng chất, cộng với việc chịu nhiều áp lực từ việc học hành, lịch sinh hoạt không đều đặn nên trẻ cũng rất dễ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa. Ở nhà thì mẹ cháu nấu cho cháu rất nhiều các loại đồ ăn có canxi như là tôm, cua, cá. Mẹ cháu nói là ăn những cái thứ đó thì mới có đầy đủ dưỡng chất và đầy đủ dưỡng chất để có thể phát triển chiều cao tuổi dậy thì. Nhưng mà nhiều lúc ăn nhiều những cái thứ đó thì cháu cảm thấy rất là đau bụng, tiêu chảy, đến dẫn đến tiêu chảy. Thưa bác sĩ, xu hướng ngày nay là trẻ em dậy thì rất là sớm. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà nó dẫn đến cái việc dậy thì sớm từ trẻ em? Và một điều quan trọng hơn nữa là các bậc cha mẹ làm sao để bổ sung chất dinh dưỡng, thời điểm nào là thời điểm đúng để con em chúng ta có thể phát triển như mong muốn của cha mẹ? Xin được trả lời câu hỏi của anh. Đúng là bây giờ các bé thì cũng có dậy thì sớm hơn so với những cái thời điểm trước đây. Thì cho đến bây giờ không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới thì cái tuổi dậy thì của các em nó cũng sớm hơn khoảng 1 năm. Với trẻ gái hiện tại thì khoảng từ 9 cho tới 11 tuổi và trẻ trai thì chậm hơn khoảng 1-2 năm, tức là khoảng từ 11 cho tới 13 tuổi. Thế thì có rất nhiều lý do để làm cho các bé dậy thì sớm hơn so với bình thường. Thì yếu tố mà rất là quan trọng đó là cái điều kiện môi trường của chúng ta có rất nhiều cái sự tác động đến cái sự dậy thì của các em bé. Và dậy thì là một cái giai đoạn mà các bé có cái sự tăng vọt về mặt chiều cao, tăng vọt về mặt thể chất, cũng như là sự trưởng thành của các cái cơ quan, trong đó quan trọng nhất đó là cơ quan sinh dục. Và làm thế nào để cho các bé được dậy thì được một cách hoàn hảo thì cha mẹ nào cũng mong muốn cái điều đó. Và vấn đề dinh dưỡng tốt cho các em bé chính là đảm bảo cho con em chúng ta có được một cái sức khỏe tốt về mặt sau này. Trước khi trao đổi tiếp thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên của chương trình. Ui da, trời ơi, cái gì vậy em? Làm gì mà suốt ngày anh ngủ không vậy? Trời ơi, thì làm nguyên một ngày rồi chưa cho về nhà nghỉ được có 2-3 tiếng rồi chuẩn bị lên đi làm nữa rồi. Cho anh nghỉ chút đi. Thì có em không biết anh làm ba làm sao, chứ em thấy em làm mẹ em khổ tâm quá. Làm gì khổ tâm? Thì suốt ngày em suy nghĩ cho con, còn anh á, suốt ngày lo ngủ không à. Trời ơi, em nói vậy sao? Mỗi người có một cái bổn phận khác nhau. Em thì em ở nhà, em chăm con, em nấu cơm, giặt giũ. Còn anh thì anh đi làm, anh kiếm tiền về anh nuôi mẹ con em. Cái vai trò nó khác nhau. Ý của anh đó là cái công việc, cái trách nhiệm của anh là chỉ việc đó là mỗi tháng đem tiền quăng vô mặt má con em là được á hả? Chứ giờ em muốn gì nữa? Trời ơi, anh nói chuyện gì kỳ quá vậy anh? Anh biết á, anh có biết là con của mình đang trong cái tuổi dậy thì hay không? Mà anh biết cái tuổi này nó rất là quan trọng không? Thì bây giờ dậy thì là gì? Dậy thì là tuổi lớn.
Mà tuổi lớn là tuổi phát triển. Thì đó, bây giờ nó tự lớn, nó tự phát triển thôi, chứ có gì đâu mà mình không có làm gì được đâu. Đó, cái đó mới quan trọng đó. Bây giờ làm cách nào để cho con mình lớn, con mình có thể cao lớn, khỏe mạnh, rồi nó không thua thiệt bạn bè, hay là anh muốn cho nó bị thiệt thòi hơn bạn bè nó thấp nhỏ hơn bạn bè nó hả? Bây giờ lớn gì? Bây giờ lớn là tự động nó lớn, nó ăn vô thì nó lớn, chứ bây giờ anh với em đâu có làm gì anh giúp nó được đâu. Bây giờ không lẽ mỗi ngày kia nó ra nó đứng, anh với em cầm chân nó kéo cho nó dài ra, đâu có được vậy đâu. Anh thì ngộ ghê, nói chuyện với anh bực bội quá à. Anh làm ba gì mà không có trách nhiệm gì hết á. Thay vì cái thời gian anh ngủ vậy nè, anh phải ngồi xuống rồi anh phải tìm hiểu với em, tìm xem cái cách nào để giúp cho con mình phát triển tốt hơn trong cái tuổi dậy thì này á, còn có ý nghĩa hơn á. Ủa nhưng mà làm sao để phát triển? Thì đó, thì bởi vậy cho nên em với anh cần phải ngồi xuống để tìm hiểu coi cái đặc điểm phát triển của tuổi dậy thì là gì, và những cái dưỡng chất gì để có thể giúp cho con của mình phát triển toàn diện hơn trong cái tuổi dậy thì. Hiểu không? Anh biết là gì không? Sao anh biết được? Em hỏi má anh đi chứ sao anh biết. Những cái đặc điểm phát triển của trẻ ở giai đoạn dậy thì là gì, và điểm nào cần đặc biệt lưu ý vì sẽ liên quan đến sự phát triển tổng thể của trẻ? Như lúc trước tôi có nói thì dậy thì là một cái giai đoạn mà các bé tăng vọt về mặt chiều cao, thể chất cũng như là sự trưởng thành của các cơ quan sinh dục. Trong đó thì giai đoạn dậy thì là giai đoạn mà đánh dấu cái sự trưởng thành và hoàn thiện về mặt chức năng của các cơ quan sinh dục. Đấy là yếu tố mà rõ rệt nhất. Cái thứ hai đó là sự tăng trưởng của chiều cao và cân nặng. Vậy thì ở cái lứa tuổi dậy thì này sẽ có những vấn đề gì xảy ra? Thì người ta cũng ghi nhận thấy có rất nhiều yếu tố như anh Quyền Linh có đề cập đến từ ban đầu, đó là sự thay đổi của tâm sinh lý. Và thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì là một cái vấn đề mà làm cho cha mẹ đau đầu nhiều nhất. Như vậy làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này, thì có lẽ hãy trở thành mẹ bạn của những người con để có được những cái chia sẻ với các cháu. Bởi vì nếu như chúng ta không có được cái chia sẻ tốt về cái tâm sinh lý thì có thể có những các cái rối loạn, đặc biệt là các rối loạn về tâm thần ở cái lứa tuổi này. Cái bất thường từ cái thay đổi thứ hai, tức là do cái sự trưởng thành của cái cơ quan sinh dục, cho nên ở cái giai đoạn này chúng ta rất dễ phát hiện đến những cái sự bất thường của cái bộ phận sinh dục của các em bé, và vì vậy cũng cần phải có các sự đánh giá, tư vấn của các chuyên gia y tế để có thể có được một cái can thiệp kịp thời. Thì hai cái vấn đề đó là hai cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết để cho các con hòa nhập được vào với cái cuộc sống đời thường. Nhưng cái vấn đề mà các cha mẹ bao giờ cũng quan tâm là liệu con tôi có cao không, cao như thế nào, và con tôi có được cái chiều cao chuẩn không, thì cái sự tăng trưởng về mặt cân nặng và chiều cao trong cái giai đoạn này cũng là một cái yếu tố hết sức là quan trọng. Và bố cha mẹ cần có được những cái kiến thức tốt để làm thế nào mà dinh dưỡng hợp lý cho các con, bổ sung các cái yếu tố, các cái khoáng chất, các cái vi chất một cách hợp lý để đảm bảo chiều cao tối đa cho các con trong giai đoạn này. Và bước sang tuổi dậy thì là một bước ngoặt đối với các em, cơ thể thay đổi, tâm sinh lý cũng thay đổi rất là nhiều. Vậy thì những vấn đề thường gặp của các em là gì, và cha mẹ cần chia sẻ với các em như thế nào? Bên cạnh những vấn đề về sự thay đổi tâm sinh lý, cái sự phát triển của cái cơ quan sinh dục, thì cái sự tăng trưởng về mặt chiều cao trong giai đoạn này cũng là một trong những cái vấn đề mà cha mẹ rất là quan tâm. Cha mẹ mong muốn rằng con có được một cái chiều cao tối đa, và bản thân đứa trẻ cũng rất mong muốn là mình có được một cái sự tăng trưởng chiều cao để cho hòa nhập được tốt với bạn bè đồng trang lứa. Và cái vấn đề mà dinh dưỡng hợp lý trong giai đoạn này cũng như là bổ sung các khoáng chất hay là các cái canxi, vitamin D hay là MK7 trong cái giai đoạn này để kích thích cái sự tăng trưởng chiều cao của các em bé cũng là một cái vấn đề mà rất là quan trọng đối với các em bé ở độ tuổi dậy thì. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai của chương trình. Vitin, nâng tầm cao và trí tuệ Việt hân hạnh tài trợ chương trình này. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững cốt Vinza chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinza giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinza, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn.
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phương Anh, có chuyện gì mà kêu tôi qua vậy ta? Chị, có chuyện quan trọng em mới kêu chị qua chứ. Nín. Hả? Quan trọng không, để tôi suy đoán được cái bản mặt coi. Ừ. Kêu lộn với chồng phải không? Không phải hả? Hiểu rồi, chồng có bầu nhí không? Trời ơi, không thể nào xã hội này nó quá trời quá đất. Biết người ta có gia đình mà nhào vô phá hoại gia can, sao con được bầu nhí nó bao nhiêu tuổi? Chỉ đi, tôi tới tôi ghen giùm cho. Trời chị! Chị làm gì vậy? Tự nhiên bộ em có bộ nhí hồi nào tự nhiên cái chị kêu em đi đánh ghen gì tùm lum tùm lá chứ vậy? Tự nhiên chị dựng nguyên câu chuyện lên vậy? Không có gì hết hả? Không. Rồi người ta nghe nói chuyện quan trọng, tôi tưởng bây giờ nè, ghê lắm. Bây giờ xã hội gì trời ơi bộ bị tùm lum hết cho nên tưởng nhạy cảm nhạy cảm. Bây giờ cái chuyện gì mà quan trọng đó nghe coi. Vậy nè, con của chị nó tới tuổi dậy thì chưa? Trời đất ơi, tưởng chuyện gì vậy mà quan trọng gì bà? Con tôi nó dậy thì cách đây 2 năm rồi. Ừ. Ồ, thấy nó đẹp trai quá phải không? Thích khỏe hơn. Chị này tào lao quá à, nãy giờ chị nói gì đâu không à. Thì con chị cao lớn, chị hãnh diện. Ừ. Ừ, sao? Thì tại vì em thấy á, con của chị với con của em nó cũng xem với nhau, nó cũng cũng bằng bằng tuổi với nhau nhưng mà nhưng mà chị ơi, thôi, sao? Đến khỏi nói tôi cũng biết rồi. Á ngộ ha. Cũng là hai người có một đứa con cũng bằng tuổi. Ừ. Mà con mình thì cao còn con này ơi ơi còi nhơ mà ốm là thấp bé. Chị chạm tới nỗi đau của em rồi đó chị. Nè, nó nghe nè, chị không có bí quyết, không có kinh nghiệm hết trơn á. Chị cho nó ăn uống bình thường à, mà chị nghĩ cái di truyền quá. Em á thì em cũng cho nó bổ sung rất là nhiều chất luôn mà không biết làm sao. Em cũng cao ráo mà chị. Ừ, nói đẹp mới nhớ. Chị cũng ngộ ta. Tôi thì nhỏ xíu con à. Nhưng mình chắc cái di truyền ở bên nội đó, bên nội nó người nào cũng cao trơn rồi. Nhưng mà bên gia đình em thì chị thấy hai chồng em cũng cao lớn thì đâu có. Mà sao đẻ con chút chéo vậy? Chị này, chị cười hoài, chị chỉ em đi. Bây giờ em phải cho con em ăn cái gì để cho nó có thể cao lớn như con của chị. Phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho con mình đúng thời điểm tuổi dậy thì của nó. Vì đây là cái thời điểm mà cái cơ thể con mình nó phát triển, hiểu chưa? Ồ, nhưng mà mình phải bổ sung những cái dưỡng chất gì? Với lại những cái dưỡng chất gì thì nó có thể phát triển được cái trí não với lại chiều cao tối quan trọng đối với những đứa mới dậy thì như con của mình? Không biết. À, có thể nói mối quan tâm của cha mẹ đặc biệt trong giai đoạn này rất là lớn. Cái tuổi dậy thì là một bước ngoặt, cha mẹ lo lắng lắm. Nhiều khi là cứ nói con mình là thiếu cái chất này, thiếu chất kia, cứ thế mà bổ sung, nhưng thật chất là con mình vẫn phát triển như trẻ bình thường khác. Tiến sĩ hãy cho chúng tôi biết được rằng là trong thời điểm này con trẻ chúng ta cần bổ sung những chất dinh dưỡng gì và ba mẹ hàng ngày phải bổ sung như thế nào? À, đúng là cái giai đoạn dậy thì là một cái giai đoạn mà em bé cần năng lượng để phát triển. Và làm thế nào để bé có thể phát triển được thì chúng ta nhìn thấy là cái nhu cầu dinh dưỡng, cái nhu cầu năng lượng của các em bé tăng lên rất là cao. Thông thường ở cái giai đoạn này các con sẽ nhận vào khoảng 2.000 cho tới 2.400 calo mỗi ngày. Và đảm bảo được cái năng lượng cao đấy thì các em bé phải được ăn đầy đủ các chất. Đầu tiên chúng ta phải nói đến chất đạm. Vì đạm là một cái yếu tố rất là quan trọng để hình thành cơ bắp cũng như là tăng cường cái sự phát triển xương đối với các em bé. Và ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn các cháu nó vận động rất là nhiều và vì vậy bổ sung đạm tốt thì cũng giúp cho cái sự tăng cường các cái năng lực cho cái bộ não nó hoạt động được. Yếu tố thứ hai cũng hết sức là quan trọng, đó là chất béo hay chúng ta gọi là mỡ. Và khi bổ sung các chất béo thì chúng ta nên nhớ là em bé cần phải được nhận và cả cái chất béo có nguồn gốc từ động vật, chúng ta gọi là mỡ, hay là các cái chất béo có nguồn gốc từ thực vật. Một cái thành phần dinh dưỡng thứ ba cũng hết sức quan trọng, đó là chất đường hay chúng ta gọi là glucid. Bởi vì cái thành phần chất đường này nó sẽ chiếm khoảng 60% cái năng lượng các em bé nhận vào. Nó cung cấp cái nguồn đường để cho cái bộ não của đứa trẻ hoạt động cũng như là em bé vận động. Thế tuy nhiên là một số ông bố bà mẹ thì lại cho ăn lượng đường nhiều quá thì lại không tốt đối với các em bé. Ba cái thành phần dinh dưỡng hết sức quan trọng như thế rồi thì em bé cần phải được bổ sung thêm các khoáng chất. Và các cái khoáng chất mà có cái giá trị rất là nhiều ở trong cái giai đoạn tăng trưởng của các em bé, phải nói đến sắt, phải nói đến canxi, phải nói đến acid folic hay là yếu tố kẽm. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là canxi để hình thành nên một cái bộ khung xương cho các em bé. Canxi được hấp thu vào trong cơ thể rồi được cơ thể vận chuyển tới xương để tạo nên một cái bộ khung vững chắc cho các em bé. Kẽm thì là một cái thành phần mà nó tham gia vào trong cái quá trình chuyển hóa, tăng cường khả năng miễn dịch của các em bé.
và đặc biệt là trẻ nữ thì lúc này các con bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt. Và vì vậy nó cũng có cái hiện tượng mất sắt qua cái chu kỳ kinh nguyệt đó. Và vì vậy bé cần phải được bổ sung thêm chất sắt nữa. Để cái việc đảm bảo cho cái việc hấp thu canxi được tối đa thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm vitamin D3 và MK7. Bởi vì đây là một cái chất mà vitamin D3 thì có tác dụng là để vận chuyển canxi từ ruột đi vào trong máu. MK7 thì sẽ giúp cho cái việc vận chuyển canxi từ máu đi vào đến các cái khung xương để tạo nên một cái bộ khung vững chắc cho cơ thể. Nói tóm lại là chúng ta cần bổ sung cái khung vững chắc, đó là khung xương cho trẻ trong cái giai đoạn này. Vậy thì bổ sung canxi là một điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà các bà mẹ ông bố vẫn rất là lo lắng, bởi vì khi mà chúng ta bổ sung thiếu canxi á thì con mình còi cọc và giống như là thấp bé, mà bổ sung mà dư thừa canxi á thì nó ảnh hưởng không tốt đến cơ thể cho bé. Vậy thì tiến sĩ có thể cho tôi biết được là tôi bổ sung thế nào cho nó hợp lý á? Riêng cái việc bổ sung canxi mà ảnh hưởng đến cái cân nặng của đứa trẻ thì không có ảnh hưởng nhiều, mà ảnh hưởng đến cái bộ khung của đứa trẻ thôi. Chúng tôi thường hướng dẫn các cái ông bố bà mẹ là tùy theo từng cái giai đoạn để chúng ta bổ sung cái vitamin D cũng như là bổ sung canxi cho hợp lý. Ở cái giai đoạn mà bà mẹ còn mang thai thì các em bé sẽ được nhận canxi cũng như là vitamin D từ người mẹ. Nhưng mà ở giai đoạn tiền dậy thì hoặc là giai đoạn dậy thì các cháu sẽ nhận từ các cái khẩu phần ăn. Và chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo về cái lượng canxi cần thiết cho các em bé. Ví dụ như ở cái giai đoạn này các con sẽ nhận từ khoảng 1.000 cho tới 1.200mg canxi mỗi một ngày. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta nhận vào một cái lượng canxi quá cao như thế thì cơ thể chúng ta cũng không thể hấp thu được. Vì cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thu được cái lượng canxi ở dưới 500mg mà thôi. Như vậy chúng ta phải chia nhỏ cái liều canxi đấy ra để giúp cho các em bé của chúng ta có thể hấp thu được. Và chúng ta nên bổ sung cái canxi đó vào buổi sáng để cho các em bé tiếp tục được tắm nắng và tiếp tục có cái quá trình chuyển hóa canxi vào trong cơ thể của chúng ta. Dạ, đó là những cái điều mà các bố và mẹ hay vướng phải. Dạ. Đôi khi chúng ta bổ sung canxi rất là nhiều nhưng mà trẻ vẫn cứ còi cọc, trẻ vẫn không cao lớn, trẻ vẫn cứ bệnh như vậy. Và nhiều người nói là đó, trẻ thiếu canxi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn nữa là chúng ta bổ sung thế nào cho nó chất lượng, cho nó hiệu quả và canxi nó hấp thu đầy đủ luôn. Cái dạng hấp thu của canxi thì nó có khá nhiều loại canxi ở trên thị trường, đó là các cái muối canxi, canxi gluconat, canxi phosphat. Thì tất cả các cái muối canxi này cần được bổ sung thì phải có cái sự khuyến cáo của bác sĩ, bởi vì với mỗi một cái cơ địa thì cái việc hấp thu canxi đấy nó có cái sự khác biệt với nhau. Tuy nhiên là trên thị trường của chúng ta thì cũng có một cái loại canxi cũng tương đối là tốt, đó là cái canxi nano. Thì cái canxi nano này nó hấp thu được trực tiếp hơn, gần như là chúng ta uống vào thì nó sẽ hấp thu được trực tiếp vào trong cơ thể của chúng ta. Và vì như vậy thì nó mang lại được cái tác dụng tốt cho các em bé của chúng ta. Có thể nói là một vấn đề làm cho các ông bố bà mẹ rất là đau đầu là các bố bà mẹ bổ sung chất dinh dưỡng cho con rất là nhiều, thậm chí bổ sung canxi rất là nhiều, nhưng mà con không thể hấp thu được điều đó. Vậy thì cái nguyên nhân này từ đâu dẫn đến? Cái việc mà bổ sung vào trong cơ thể với lại cái việc em bé có hấp thu được hay không thì nó cũng phụ thuộc vào cái chất mình đưa vào là cái gì và cái cơ địa của đứa trẻ có thể hấp thu được hay không. Ví dụ như bổ sung canxi thì canxi trên thị trường ở các sản phẩm dược phẩm thì có rất nhiều dạng muối khác nhau. Ví dụ canxi gluconat, canxi phosphat. Và với từng cái cơ địa một thì bác sĩ người ta sẽ đưa ra một cái khuyến cáo về cái việc mà sử dụng các loại muối canxi khác nhau để đảm bảo cái sự hấp thu tối đa cho các em bé. Thế và trên thị trường thì chúng ta cũng có được cái canxi nano, là một cái canxi mà nó không có bị phụ thuộc bởi cái cơ địa của đứa trẻ. Nó là một cái canxi mà rất là dễ hấp thu, có thể hấp thu trực tiếp vào trong cơ thể của chúng ta. Và để cái việc hấp thu canxi được đảm bảo tối đa thì phải có các chất mang, đó là vitamin D và MK7. Và vitamin D là một cái chất, đặc biệt là vitamin D3 là cái chất mà giúp cho cái việc vận chuyển canxi từ ruột vào trong máu. Và MK7 thì để giúp cho vận chuyển canxi từ máu vào trong cái hệ xương để hình thành lên cái khung xương của các em bé. Thêm vấn đề nữa là chắc chắn các bậc phụ huynh quan tâm, đó là việc sử dụng men vi sinh cho con. Thưa bác sĩ, thực tế thì chúng ta cần bổ sung men vi sinh như thế nào? Và nếu có thì tầm quan trọng của việc bổ sung men vi sinh cho trẻ như thế nào trong thời kỳ này? Khi bổ sung cần bổ sung gì, nên chọn loại nào và bổ sung như thế nào cho đúng? Cái thời điểm này của chúng ta có thể nói là một cái kỷ nguyên mới khi chúng ta nói về men vi sinh. Tại vì bây giờ cho đến bây giờ chúng ta có rất nhiều loại men vi sinh và các cái nhà khoa học thì người ta cũng chứng minh được cái vai trò của men vi sinh trong cái việc kích thích cái quá trình dinh dưỡng của đứa trẻ, giảm các cái bệnh lý nhiễm trùng, giảm các bệnh lý dị ứng cũng như là
kích thích cho cái cơ thể của đứa trẻ nó phát triển. Như vậy thì một cái men vi sinh nào là cái men vi sinh mà có tác dụng cho các em bé và các em bé có cần thiết phải được bổ sung men vi sinh không? Thì chúng ta biết là cũng có rất nhiều các cái men vi sinh tự nhiên, ví dụ như ở trong sữa chua, đó là các cái men vi sinh tự nhiên. Nếu các bé của chúng ta có thể ăn được các cái sản phẩm từ sữa chua thì đấy cũng là một hình thức mà chúng ta bổ sung men vi sinh rất là tốt. Thế ngược lại với những em bé mà không thích những cái sản phẩm từ sữa chua thì chúng ta cũng có được các cái sản phẩm là các cái men vi sinh ở trên thị trường. Ví dụ như thông thường thì men vi sinh sẽ rơi vào các cái nhóm như là các cái nhóm lactobacillus, các cái nhóm bifidobacterium. Thì những cái men vi sinh này khi vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ kích thích cho các cái tế bào miễn dịch trong cơ thể của chúng ta phát triển. Cái thứ hai là nó làm cho cái sự vững bền của các cái tế bào biểu mô ruột được tốt hơn, cũng như là nó cạnh tranh cái vị trí bám dính với các cái vi sinh vật gây bệnh. Và chính vì như vậy nó làm tăng cường cái sức đề kháng cho các em bé của chúng ta. Thế tuy nhiên là một cái loại men vi sinh thế nào gọi là có tác dụng thì nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của thế giới họ khuyến cáo. Đó là những cái men vi sinh có nguồn gốc từ con người và đi vào trong cơ thể của chúng ta thì không bị tiêu diệt bởi cái dịch acid của dạ dày hay là các cái dịch tiêu hóa như là dịch tụy, dịch mật. Và nó phải nhân lên được ở trong cái đường tiêu hóa của chúng ta và nó sống tồn tại được lâu và không gây ra các cái phản ứng phụ đối với cơ thể của chúng ta. Và những cái men vi sinh mà đã được chứng minh trên các bằng chứng lâm sàng có cái tác dụng trong các cái bệnh lý chúng ta điều trị hoặc là hỗ trợ cho cái phòng ngừa các cái bệnh lý mà không gây ra các tác dụng phụ thì đó chính là những men vi sinh chúng ta có thể sử dụng được cho các em bé của chúng ta. Cảm ơn tiến sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống cuối cùng của chương trình. Chị, trời, sao chị vô được nhà em vậy? Dạ thưa chị, cái cửa chị mở tông quá kìa, mời tôi vô. Chết rồi, em quên đóng cửa hả? Chết rồi. Ê, này, đi đâu vậy, đâu vậy? Đâu em vậy? Đi đóng cửa. Đi vô giùm. Dạ tôi đóng rồi chị. Trời đất ơi, nè, em mà vậy ha, có ngày ở nhà em không còn một cái đồ nào hết trơn á. Mai chị là người quen, người lạ là nó vô nó rinh hết rồi, sao vậy? Cái gì mà ngồi bận thần dữ vậy trời? Đi về mà không chịu đóng cửa nữa. Phải, tại vì mấy nay em bị rầu cái chuyện của thằng con em riết rồi cái tinh thần em nó bị bay đâu mất tiêu hết á chị. Con em bị gì nữa? Trời ơi chị nhớ bữa em kể chị không? Ừ. Rồi hả con em á, em dạo này em cũng đã cho nó ăn rất là nhiều, nhiều thứ chất. Đúng rồi, rất là nhiều chất luôn mà nó không cao, không có lớn nổi gì hết chị ơi. Ăn uống cũng không được nữa rồi. Rồi học hành thì vất vả rồi đã vậy sao phát triển nổi, sao lớn nổi chị? Nhưng mà em làm đủ thứ mà nó có chịu ăn không? Ừ, nó không có chịu ăn nữa mới chết đó chị. Nó ăn có chút xíu xíu rồi nó no rồi. À yên tâm, chị là chị cứu tinh của em đây nè. Ủa trời ơi, nhìn cái mặt chị là em biết là có giải pháp gì rồi đúng không? Trời ơi chị, em nói nghe nè. Hả? Bữa chị vô công ty ông xã chị chơi. Ừ. Cái chị thấy cái bà đó kìa, hai vợ chồng cao cũng bình thường thôi, cao chừng mấy sáu là cùng thôi là đã có cao lắm. Hả? Mà thằng con 16 tuổi mà nó cao 1 thước 8. Chị biết chị xê xuống chị hỏi liền, bà hỏi bà kinh nghiệm hết chuyện cho mình. Vậy á hả? Mà kinh nghiệm sao vậy chị? Rồi mấy cái đó nó có thể bổ sung được cái trí lực với thể lực của con mình không chị? Hả nè, chị nè, nhảy vô hông tôi nè, nằm ngửa trỏng rồi bơi trỏng luôn đi, ngồi trỏng chơi đi. Hỏi người ta là chưa kịp nói nhảy họng ta rồi ta ngưng hết trơn à? Không phải, em nghe chị nói vậy chị em mừng quá. Mừng lắm phải không? Bây giờ muốn nghe tôi nói không? Có một cái giải pháp này hay lắm nè. Tên. Đây là hai cái loại sản phẩm ha, mà cái bà đó đó bà cho con bà dùng đó. Cái này là tốt lắm á. Em cho con em đi thì nó sẽ cao lớn, nó khỏe mạnh luôn. Biết tin. Ừ? Ủa mà hai cái sản phẩm này nè có đầy đủ dưỡng chất để bổ sung tối đa về trí lực với thể lực cho con của em trong tuổi dậy thì không? Với lại á, hai cái sản phẩm này nè có công dụng gì vậy? Chị không biết. Qua tình huống vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà có thể chia sẻ chúng tôi công dụng của từng sản phẩm như thế nào và cái sự nổi trội đó dành cho trẻ trong cái độ tuổi phát triển tuổi dậy thì như thế nào? Vâng ạ, ở trong cái sản phẩm Viptin thì có canxi nano, có vitamin D3 và có MK7. Đây là những cái thành phần mà rất là có giá trị cho cái sự tăng trưởng của cái hệ xương của các em bé. Thế bên cạnh đấy thì trong cái sản phẩm này cũng có thêm cả DHA. Đây là cái thành phần cũng tốt cho cái sự phát triển não bộ của em bé. Với sản phẩm Golden Lab thì có hai cái thành phần rất là quan trọng, đó là prebiotic hay chúng ta gọi là oligosaccharide phos. Đây là một cái chất xơ tự nhiên mà được xem như là một cái thành phần thực phẩm dinh dưỡng cho các cái vi sinh vật có lợi ở trong cái đường tiêu hóa của chúng ta phát triển. Và cái thành phần thứ hai đó là các probiotic, đó là các lactobacillus, các vi khuẩn sinh acid để tạo ra cho một cái môi trường ở trong đại tràng
tức là trong cái đường ruột của đứa trẻ được tốt, và vì như vậy thì nó kích thích cái sự tiêu hóa cũng như là tăng cường cái khả năng đáp ứng miễn dịch của những em bé này. Thưa tiến sĩ, khi chúng ta kết hợp hai sản phẩm với nhau thì nó có sự nổi trội như thế nào, và cái sự hỗ trợ đó nó có giúp gì cho sự phát triển của trẻ ở tuổi dậy thì không? Vâng, nếu như mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mà có chứa canxi, có chứa vitamin D, MK7 cũng như là có chứa các cái chất xơ tự nhiên và các probiotic thì sẽ giúp cho cơ thể đứa trẻ không chỉ tăng trưởng về mặt chiều cao mà còn phát triển tốt về cái hệ tiêu hóa của các em bé, và vì vậy thì đảm bảo cho đứa trẻ được hấp thu thức ăn một cách tối đa và đảm bảo cái sự tăng trưởng được tốt ạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì tiến sĩ có thể tổng hợp lại các tối ưu để giúp cho trẻ phát triển trong cái tuổi dậy thì này không? Vâng ạ, như vậy thì để cho các em bé của chúng ta có thể tăng trưởng tối ưu cũng như là hỗ trợ tối ưu cái đường tiêu hóa trong giai đoạn dậy thì, đó là một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chế độ dinh dưỡng hợp lý với các khẩu phần đạm, đường và mỡ cân đối. Cái thứ hai là chúng ta phải bổ sung đầy đủ các khoáng chất cho các cháu, đặc biệt chúng ta nhấn mạnh đến vai trò của canxi. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta phải có các chất mang để cho cái việc hấp thu các cái chất đó được tối đa, đó là vitamin D3 và MK7. Và vấn đề cuối cùng nữa, tức là để một cái đường tiêu hóa được hấp thu tốt thì chúng ta phải có được một cái hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, mà một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh chỉ có thể đạt được khi chúng ta có được một cái chế độ ăn cân đối, một chế độ ăn hợp lý, cũng như là chúng ta bổ sung thêm các men vi sinh tự nhiên. Và nếu trong trường hợp đứa trẻ không thể nhận được các cái men vi sinh từ nguồn thức ăn tự nhiên thì chúng ta có thể bổ sung thêm các probiotic, đó là các vi khuẩn lactobacillus, để giúp cho cái sự tăng trưởng và phát triển trên cái đường tiêu hóa của các bé. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà rất là nhiều về những chia sẻ rất là bổ ích dành cho những ông bố và bà mẹ. Và thông qua chương trình thì chắc chắn quý vị sẽ có những giải pháp tốt nhất để chăm sóc con mình phát triển chiều cao cũng như là tăng cái khả năng về khung xương cho trẻ thưa quý vị. Sau đây sẽ là câu hỏi dành cho quý vị và các bạn. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: giải pháp để trẻ tăng chiều cao tối đa ở tuổi dậy thì là bổ sung đầy đủ canxi và các dưỡng chất thiết yếu, đồng thời giúp chúng hấp thu, vận chuyển tối đa vào xương bằng cách bổ sung cùng với vitamin D, MK7 và men vi sinh tốt, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK-gạch-dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0978543XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tủ thuốc gia đình. Khoa học đã chứng minh, so với các tiêu chí khác như tính di truyền, mật độ luyện tập thể dục thể thao, môi trường thì dinh dưỡng vẫn là yếu tố quyết định, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển chiều cao cũng như thể lực của con người. Nhất là trong giai đoạn dậy thì, việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho trẻ là vô cùng quan trọng. Nó thúc đẩy hệ xương phát triển tối đa trong giai đoạn nước rút này. Ngoài chế độ dinh dưỡng và tập luyện thì tôi đã biết đến cái sản phẩm Vitin và đã cho cháu dùng. Ngày uống 4 viên chia làm 2 lần thì nay chiều cao đã phát triển rõ rệt, đã được đứng cao nhất trong lớp. Còn ngoài đấy thì tôi đã cho uống thêm cái men Golden Lad để cho hệ tiêu hóa nó được khỏe hơn. Vitin, sản phẩm dành riêng cho lứa tuổi đang ở độ tuổi phát triển vàng từ 10 đến 18 tuổi của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, với các thành phần như canxi, kẽm dạng nano, đặc biệt chứa vitamin D3 và MK7, cùng đa dạng các dưỡng chất. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng cần chú ý giải quyết các vấn đề tiêu hóa của trẻ ở thời kỳ này, bởi chỉ khi có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì trẻ mới có thể hấp thu tối đa dưỡng chất và phát triển toàn diện. Men vi sinh Golden Lab của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia chứa hai thành phần là probiotic là men vi sinh phân lập từ kim chi Hàn Quốc và prebiotic, một dạng chất xơ hòa tan, được bào chế theo công nghệ hiện đại Lab Hybro, giúp men vi sinh được hấp thu hoàn toàn và phát huy tác dụng mạnh nhất để mẹ có thể giúp bé hấp thu hoàn toàn dưỡng chất cần thiết và chống táo bón. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn sản phẩm Vitin và Golden Lab của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp tuần sau quý vị nhé. Cảm ơn bác sĩ. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinh Gia chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinh Gia, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinh Gia.
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị, an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Golden Lab, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh, hân hạnh tài trợ chương trình này.